Thưa quý vị, công nhân của mỏ vàng Nam Phi đình công đòi tăng lương, tin từ Johannesburg. Hôm qua, các nhà sản xuất vàng ở Nam Phi cho biết, Nghiệp đoàn Công nhân Hầm mỏ Quốc gia hay NUM đã thông báo bắt đầu đình công từ ngày thứ Ba để đòi tăng lương. Các công ty sản xuất vàng sẽ bị ảnh hưởng là AngloGold Ashanti, Goldfields, Harmony Gold và Sibanye, cùng với nhiều công ty nhỏ khác. Bộ Hầm mỏ, đại diện thương thuyết cho các công ty cho biết, đã đề nghị tăng lương căn bản từ 6% đến 6.5%. Nghiệp đoàn NUM đại diện cho 64% của trên 120.000 công nhân hầm mỏ Nam Phi và các cuộc thương thuyết đã thất bại trong tuần trước. Việc đóng cửa các công ty sẽ làm cho Nam Phi thiệt hại khoảng 35 triệu Mỹ Kim một ngày, tạo thêm áp lực cho nền kinh tế quốc gia. Trong lúc đang có các cuộc đình công của ngành sản xuất xe hơi, xây cất và dịch vụ hàng không, công nhân các ngành may mặc và các trạm xăng cũng đang đe dọa sẽ đình công. NUM đòi tăng lương 60% trong lúc các nghiệp đoàn cạnh tranh đòi tăng 150%. Các công ty khai thác nói rằng sự đòi hỏi của các nghiệp đoàn là đòi hỏi quá đáng và không thực tế. Ngày hôm qua, công ty Anglo American Platinum cho biết sẽ cắt giảm 4.800 công việc làm, sa thải 3.300 công nhân. Sa thải là vấn đề tế nhị đối với Nam Phi, đang có nạn thất nghiệp trên 25%.